Đây là gieo hạt. Chua chan, tàu hết chứ nó. Thổ canh hốc đá. Vét từng nhúm đất một. Tận dụng để làm. Trồng đậu. Mỗi hốc khoảng 2 đến 3 hạt đậu. Đấy. Mưa xuống là lên thôi. Đất ở đây rất tơi xốp. Khơi giấc khơi chan. Ông như thế nào? Cái lưỡi cuốc rất sắc và cơ động, có thể nghiêng ra lách vào rất dễ. Gặp đá thì nó lật lên. Lưỡi cuốc, lưỡi cày ở đây đặc biệt ở chỗ đấy. Alo, tôi kịp bao nhiêu? Okay,